parece a mí jornal de poco pelota. ก็ว่าก็อันนี้ก็จะเป็นก็สุดยอดที่เกิดตลอดในนั้นคือเจ้าก็สื่อสารสูงโอเคครับอาจจะมีการกันจ้าบ้านเดียวผู้ผมไม่รู้นาวเทไอ้ชิบะจ้าบ้านน้องนักลูกตุ้มรูปหัวใจของเขาของผมเองจ้าบ้านตึกน้อยสร้างที่เป็นเพื่อการเจริญทางโลกตาเสียงเพื่อที่รับได้ตึกอันนี้ เราจะทำเรื่องที่เราไม่ถูกเราจะทำเรื่องที่เราไม่ถูกเราต้องตั้งเดี๋ยวฟุ้งยันคนยันมีคนละหุ่นเสร็จหุ่นนั่นเดี๋ยวนี้เราต้องจะเที่ยวจู่ก็คือเราต้องมาไว้เที่ยวจู่ไว้เที่ยวจู่ không chỉ có sạch có lòng thống nhất xã hội mà họ có thể tuyệt thế võ công nói thì như thế những tin là bảo vật trên đời của ông sự đến năm mươi do đời sau thân gia bảo việt đô đốc ta sao có thể dám bảo kê ra thì chúng ta như vậy chính phủ sẽ con như con phải báo đáp với một người giúp cho hoàn thành cái việc thống nhất xã hội đó được là thành ông bộ trưởng ta như thế là để mà chửi bởi phi 14.m. Chúng ta
thứ và điều mà cái xong được vào đây không thể cắn người ta được rồi để ta đi thế nào là ta tách thành cô tình nguyện sao vừa quá được thuyết minh
nên bởi khi 14.net. Có chỉ muốn cả cho mặt cô có thể là xin.
người một đau lòng phát hẳn như vậy. Có tuổi này là tại sao con không là người ta? Đọc điều lắm. Sẽ ra chuyện như vậy. Sao không có báo với ta? Trong mắt các người có còn lớn ta hay không? Có phải thế đấy? Dạ, đừng cắt hỏi nữa. Chuyện này là do con không để cho họ nói ra. Con không muốn làm sao lâu lắm mà. Thôi rồi nhé. Nếu mà không bỏ bỏ chính xác, chúng ta sẽ đối nhưng mà không hiểu. Ngày hôm qua tiểu thư là chúng ta khách cung. Hai người đó không còn người nhau gì nữa. Tại sao hôm nay tiểu thư là bị cứu hận? Phim được thuyết minh bởi phim14.net. Tống Thị Ca, Thái Thu, Tống Thị Ca. Tống Thị Ca. Này, mong mấy cách. Tàu thanh hồ này đích thực là họ. Bên bên trước, họ vào cho thanh thu uống cái thuốc giả đi. Máu lấy. Và nhanh lên đi. Cô cậu ấy đã được giải rồi. Rất nhanh chuyện không có chuyện gì nữa. Phải thử ca. Chị đi. Cô rồi ta đã thử đó. Bây giờ mọi người tắt cả tay mình này. Tâm tướng một sự việc về chứ. Mong mọi người hãy đi tính suy nghĩ một lúc. Đừng để mình đúng kia đi ra. Chúng ta có những cái đây cũng như chúng tôi là con người để đuổi chúng ta vào vậy.
nếu như bạn tiếp tục đánh nhau nữa, tôi sẽ khiến cho người đứng sau lần này bị tội nguyện như sau. Tôi không muốn nghe được những lời như mất quá nhiều lần sáng sự việc của ông. Điều đó là không thể nào. Người ta nói ân quán nên tìm cách hóa giải, không nên kết quán nữa. Chiến khoa Võ Lâm và ma giới đã đối lập 20 năm rồi, vì vậy mà đã có vô số anh em bị thương trong, cũng đã hao tốn rất nhiều tinh lực của chúng ta. Sao chúng ta không như cơ hội này giải trừ ân quán, kết bạn với nhau và các chúng ta cùng đối thoại và hợp tác không sao? Chuyện đùa, đúng là chuyện đùa. Là người ta đi chiến sách, mấy người tự cho là Võ Lâm chính phái, nhưng lại không có công trụ và có bộ mặt giả dối, nên mới tự sáng lập ra hai giáo, các thứ quan hệ với các người, muốn tạo hợp tác với các người, đừng hòng. Tôi thân là minh chủ Võ Lâm, phải chủ trì công đạo của các phái trong Võ Lâm, đó cũng là trách nhiệm của trung của ta đây. Hôm nay cô đã thấy rồi đó. Nếu như chúng ta tiếp tục dùng chủ lực đấu với nhau thì chỉ làm tăng thêm tổn thất thôi, không phải sao? Hôm nay có thể được chiến, nhưng quá thù thành bạn thì miễn bạn. Nếu như cuộc chiến ban cố không chịu được thì chúng tôi chỉ còn cách rút binh trước rồi bàn bạc sau. Khoan đã, sao cuối tuần rồi ạ? Sao trương minh chủ này nói như vậy? Hôm nay định kiến là tôi thương hại các người, bị người khác chê xỏ. Tống thành tôi, cậu ta tự dưới sơn chậm đóng điện của hai giáo tôi. Cậu ta đã ở lại như quá, nói đủ gì chứ. Cậu ta chính là cháu trai của ta. Nếu thì đã thoát ra ngoài, sao có thể giao cho các người chứ? Được, nếu như đã không thương được, thì đừng trách đổi quả không khách khí. Cô, bởi phim 14.net. Không sao chứ, để tôi xem. Chắc là không có gì đáng ngại đâu. Nè, để tôi xem vết thương của cậu. Sư Thái và Minh Chủ. Lần này các bạn chính phái đồng ý chi viện cho phái Thần Long về du lịch nghe. Đó là vì lời kêu gọi của Trương Minh Chủ. Chúng tôi không có lý do từ chối xuất binh, nhưng mà bây giờ không những nó là sự hiểu lầm mà còn khiến cho hai bên đều bị thua tâm thì nghĩ thôi, đây chẳng phải là toàn thể cho thiên hạ sao? Sự thái mới đúng đó. Nói đi nói lại, nhất định phải tìm ra người đã bỏ độc xuống chiến. Các vị, theo tại hạ thấy, hàng loạt sự hiểu lầm e là bị người khác đặt bẫy, xung đột giữa chúng ta và ma giáo đã càng khiến cho người đó được lợi. Minh Chủ, ngài phải nhanh chóng tìm ra người đứng sau chuyện gì này. Nếu không, địch ở trong tối chúng ta vào sáng. Rồi cái chuyện này nhất định sẽ tiếp tục âm thầm gây quả cho các đại môn phái. Đúng vậy. Các vị những môn đó không sai. Minh Chủ,
lần này chúng ta ra tay với Thái Thượng Quân và Thái Thần Long, nếu như không mau chóng điều tra rõ là sự việc này thì lần sau nhất định sẽ có được cách phá qua sơn ngang đi chẳng hạn. Các vị, xin các vị yên lặng một chút. Trương Mỗ thân là chủ gió Long, có một trách nhiệm không thể trốn tránh. Tôi biết tại sao không phải theo bên tay không? Tại vì bỏ channel khác, không để cho người ta phát hiện mình còn mọi người. Chữ một, kể đến những vụ việc này có phải có gì khác không? Con người với Trương Hồng Việt nhu nhược không dứt khoát. Việc điều tra lần này cũng chỉ khi là con nói, phải mau chóng điều tra cho rõ. Nhưng ông ta lại theo phụ không rõ ràng, tới bây giờ cũng chưa có kết quả nào cả. Hôm nay, ông ta lại dùng câu nói này để ứng phó với chúng ta. Đại tạc thấy, chưa tìm ra được hung thủ thì Thái Thượng Long của chúng ta đã bị người khác diệt môn rồi. Vì chữ một, theo dự ý của ngài chúng ta nên làm gì? Theo tạc thấy, chỉ còn có thể dựa vào bản thân Thái Thượng Long của chúng ta điều tra rõ chân tướng sự việc thôi. Được rồi, lão bản, vừa qua hết đã. Uống nước đi. Mẹ, đều cho hạng như không tốt. Đều cho hạng như không có bản lĩnh, không cứu được mẹ. Còn phải bắt mẹ lấy hy sinh bản thân để giúp con chạy thoát. Ủa, má nó chết hả bà? Không được. Giáo chủ từ trước tới nay có thường nhất định phải cảm. Mẹ vừa lấy chồng giáo chủ, sao mẹ vừa có thể sống sót chứ? Vừa phải đi cứu mẹ, đồng ảnh. Vừa bình tĩnh gì, vừa bây giờ cái đó không chỉ cứu được bằng tiền muối mà còn có thể bị bỏ mạng. Vừa biết gì, nhưng mà mẹ có vừa. Hải cũng bất hiếu, Hải cũng không cứu được mẹ. Cô bình tĩnh đi. Tôi tin rằng mẹ của cô cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô đâu. Con đường sau này vẫn còn rất dài, đừng lo lắng nữa, vấn chứng đây. Ta tạo từ đại ca. Như mẹ của muội.